và chính đầu bếp của chúng ta đã có mặt tại đây. Và bây giờ chú Alan nghĩ là đây là cái bếp của tụi con rồi. Các đầu bếp nhí, tụi con hãy chứng tỏ rằng tụi con xứng đáng có mặt trong cái gian bếp này ngày hôm nay. Các con có đồng ý không? Đồng ý. Cô chú sẽ tiết lộ cho các con một bí mật về món ăn mà các con nấu ngày hôm nay. Và món ăn này các con sẽ nấu với sự hình dung là nơi mà các con được lớn lên hàng ngày, hay là một sự tưởng tượng phong phú của các con, hay là những gì mà nó thân thuộc, quen thuộc đối với mình. Và cụ thể chủ đề đó là hành tinh xanh. Với chủ đề hành tinh xanh, các con sẽ có nguyên liệu của mình thích. Và với 45 phút để các con chế biến. Và hãy cho cô chú thấy, và hãy cho khán giả truyền hình Việt Nam thấy những cái tài năng và sự sáng tạo và sự đam mê nấu ăn của các con nhé. Dạ, dạ được ạ. Các con đã nắm rõ chủ đề chưa? Dạ rồi. Chắc chắn chưa? Dạ rồi. Khá sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Một lần nữa. Sẵn sàng. 45 phút bắt đầu. Con thường hay xem chương trình Vua Đầu Bếp MasterChef của Mỹ, nên là con cũng học tập theo. Con xin mẹ, mẹ cũng đồng ý cho và mua nguyên liệu về làm. Làm lần đầu tiên thì con chưa có quen lắm, nên là lúc ăn vẫn chưa được ngon miệng. Thì lần sau làm rút kinh nghiệm hơn thì ngon hơn. Khi con đứng ở trong căn bếp, con cảm thấy sung sướng và rất là vui. Xin chào Linh Đan. Xin chào chú. Hôm nay nấu món gì? Dạ thưa chú, là hôm nay con nấu là bánh mì tôm sốt bơ chiên với bơ tỏi với lại sốt mayonnaise với lại mù tạt. Wow, nghe rất là hấp dẫn. Thực ra món này con cũng chưa làm nhiều, lần này lần thứ hai. Tại vì món này phù hợp với lại cái thời gian trong vòng 45 phút. Với lại là món này con cũng rất là thích cái hương vị của nó. Thấy màu sắc rất là đẹp ha. Có màu xanh nè, hũ hoa, khổ hoa nè, cà chua nè ha. Dạ. Tôm ướp chưa? Dạ rồi. Con đang xào cái gì đó? Dạ, con đang xào cải bó xôi rồi chú. Con đang xào cải bó xôi. Hôm nay là con đi thi là món bò bít tết. Bò bít tết sốt tiêu đen ăn cùng với cải bó xôi. Thì con chọn nó là vì nó theo chủ đề trái đất. Thì khi nhắc đến trái đất, hành tinh xanh thì là phải có những cái màu xanh. Và con muốn làm cải bó xôi. Đúng là hành tinh xanh là phải có màu xanh đúng không con? Dạ vâng ạ. Oh yeah. Nấu món gì con? Mẹ con làm món rong biển, chả giò rong biển. Tôi thích nhất chả giò. Cố lên ha. Dạ, cảm ơn chú. Wow, ở đây rất là thơm. Nấu ăn mà nghe mùi thơm là hấp dẫn rồi, chú đói bụng quá luôn á. Chú đang rất là chờ để mà thử món của con cái gì đây. Dạ, con sẽ cố gắng. Con tên Nguyễn Thảo Ngọc, năm nay con 12 tuổi. Hiện con đang học tại trường Trung học cơ sở Đồng Khởi, quận Tân Phú ạ. Con đi thi với ba mẹ và chị con cũng là người chị em sinh đôi với con ạ. Con tên là Nguyễn Mai Ngọc, hôm nay con đến để tham gia cuộc thi MasterChef nhí. Con đăng ký cuộc thi này là tại vì nấu ăn là một niềm đam mê khá là lớn đối với con. Con rất là yêu thích nấu ăn. Hôm nay món dự si của con là sườn ram. Bởi vì hôm nay chủ đề đó là hành tinh xanh. Hành tinh xanh thì sườn ram thì con có bố trí thêm dưa leo, bông hồng, ngò và thịt. Dưa leo thì con tỉa thì tượng trưng cho cỏ. Bông hồng thì tượng trưng cho cây cối. Còn
sườn á, thì con tượng trưng cho động vật thì nó cứ xoay quanh vậy đó thì là gọi mập hành tư xanh. Món mà con cảm thấy nấu ăn ngon nhất á, là món ốc mỏ xào tỏi. Cái món á, là cái món mà con nấu nhiều nhất mà cũng là cái món mà con thích nhất. Nên là hôm nay con cũng lấy món đó ra để dự thi cuộc thi này. Sao? Hồi hộp ha? Anh em thấy là thực sự mà nói á, có những em rất là respect. Chẳng hạn như rửa tay trước khi nấu ăn. Đó là tuyệt vời. Đó là vệ sinh rất là quan trọng. Rất là tuyệt vời. Thậm chí còn hơn cả người lớn nữa đó. Và có một em, hai em đi rất là sát cái chủ đề của mình. Có nghĩa là xanh là phải có màu xanh. Là có màu xanh. Trước mắt là thấy màu xanh trước đó. Và cũng có mùi rất là thơm. Chưa gì là phi hành phi tỏi là thơm rồi. Nấu ăn là phải thơm. Có tương lai, có tương lai. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. À, theo Hải thì nhìn chung á, là Hải rất là bất ngờ. À ha. Dạ. Là sao các em đáng yêu mà có những cái kỹ năng nấu nướng nữa. Nhào là nguyên liệu tròn rất là tốt. Rồi là dùng cụ để nấu, rồi là dùng cụ trang trí. Bắt đầu nghe mùi thơm rồi anh Jack Lee à. Quá. Mình nghĩ là cái thơm này nó cái bàn chế biến ốc á. Yes. Mà nhỏ sao biết chế biến ốc mới hay. Mà ốc này là ốc mỡ. Thi vào hôm nay thì con đã chọn món steak sốt tiêu đen ăn với kèm với khoai tây nghiền. Đè, sao con biết đè cái này hay vậy? Dạ là con cũng có làm rồi và mẹ con cũng chỉ. Do nhiều lần xem mẹ nấu ăn ngon là cũng thích nên cũng muốn làm thử. Là giờ nó cũng thích nấu ăn luôn. Cái này có thể vừa nấu ăn vừa luyện sức khỏe, vừa có thể luyện thể thao. Mẹ con biết nấu ăn giỏi lắm hả? Dạ mẹ con là người dạy con nấu ăn, cũng là người truyền cảm hứng cho con. Trong cho con đi đến cái cuộc thi này. Con tên là Vũ Nguyễn Minh Anh, con 13 tuổi, hiện con đang học ở trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn. Từ lớp 1 đến giờ thì con đều là học sinh giỏi. Nhà con có 3 chị em. Lúc con được 8 tuổi thì ba mẹ con không có ở với nhau nữa. Con cảm thấy là mẹ một mình xoay sở cho ba chị em cực quá nên là con xin mẹ dạy con nấu ăn để phần nào con giúp đỡ mẹ rồi làm công việc nhà. Gia đình thì có mấy mẹ con nên là tôi phải đi làm thường xuyên. Đó, nên là bé ở nhà là phải nấu cơm, dọn dẹp. Nhiều khi rồi còn phụ mẹ làm công việc nữa. Những cái món mà thế mạnh của con mà có điều kiện nấu là những bữa cơm gia đình là cá kho, thịt kho trứng, rồi sườn ram hoặc là canh cua rau đay. Bản thân tôi thì cũng không có đủ điều kiện giống như những nhà khác. Nên là bé tự suy nghĩ rồi bé tự tìm học hỏi những cái điều ở trên mạng đó. Khi nào mà tôi có điều kiện thì mua cho bé một chút để bé tập. Chú. Con đang nấu món gì đây? Dạ con đang, hôm nay con làm cá hồi chiên xù ăn kèm với khoai tây nghiền, bông thiên lý, cá xào. Cá hồi chiên xù là một cái nguyên liệu rất là đắt tiền. Tại vì từ trước đến giờ thì con không có nhiều điều kiện để nấu mấy cái món cao cấp như cá hồi rồi này kia. Thì con nhân cái cuộc thi này, con thể hiện cái tài năng rồi con thử sức mình. Tuyệt vời. Nếu mà con không thể hiện thì làm sao mà con có thể có mặt trong top này, đúng không? Dạ. Cố gắng lên nha con. Dạ, cảm ơn chú.